Chipu được khen nhan sắc và phong cách thời trang khi tham gia hoạt động giải trí tại Trung Quốc. Tham gia show giải trí ở Trung Quốc, Chipu biến hóa phong cách đa dạng, được khán giả bản địa khen nhan sắc. Sau thành công ở Đạp Gió 2023, Chipu liên tục tham gia các hoạt động ở Trung Quốc. Gần đây, cô là một thành viên của chương trình ẩm thực Hương vị Trung Hoa. Mỗi một tập trong show, Chipu luôn đầu tư trang phục chỉnh chu, tạo hình ảnh trẻ trung, biến hóa đa dạng khi lên sóng. Tham gia chương trình tôn vinh văn hóa và ẩm thực Trung Quốc, Chipu diện nhiều trang phục lấy cảm hứng từ truyền thống của đất nước tỷ dân. Nữ ca sĩ được khen khi mặc các kiểu sườn xám cách tân. Diện bộ sườn xám xẻ tà cao, Chipu tôn vóc dáng mảnh mai. Thiết kế làm nổi bật phần eo nhỏ nhắn, chỉ khoảng 54cm của người đẹp. Liên tục khoe diện mạo gợi cảm và trẻ trung, Chipu được nhiều khán giả Trung Quốc yêu thích. Mỗi bức hình cô đăng tải, người đẹp nhận được hàng trăm bình luận từ người hâm mộ trong và ngoài nước. Cảm hứng Trung Hoa tiếp tục được Chipu ứng dụng trên bộ trang phục gồm áo cổ sườn xám phối chân váy xếp ly. Nét trẻ trung được người đẹp thể hiện qua đôi loafer, giày lười hay kiểu tóc búi. Chipu được khen như các mỹ nhân Hồng Kông, Trung Quốc xưa khi diện áo sơ mi đỏ cùng băng đô ton xua ton. Đi cùng kiểu tóc uốn vĩnh cảm hứng những năm 1980. Thay vì những bộ trang phục quá cầu kỳ, Chipu tôn hình thể qua các kiểu đồ trẻ trung, đơn giản. Mỹ nhân sinh năm 1993 khoe eo thon, khí chất cuốn hút khi diện cả set đồ jean gồm crop top và quần cạp trễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.